Chào các chế, đã lâu rồi thì không trở lại với Dragon Ball Xenoverse 2. Đấy, thì clip này thì mình sẽ làm một cái gọi là thú vị thôi, funny. Mình sẽ đi dạo quanh hết các cái shop và hướng dẫn các bạn cách mua hàng này, và cách thêm item này, cũng cách sử dụng nó như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta cùng ghé vào item shop. Anh ơi, bán cho em ba con sói mà hương dâu nhá. Đuổi thôi, mình sẽ vào item shop. Trong item shop có những cái gì đây, mình sẽ chỉ cho bạn thấy. Định mệnh, cái nút what the fuck. Đây là một cái nút các bạn không cả. Đấy, welcome. Các bạn có thể lựa chọn là mua bằng gen bi, hoặc là các bạn có thể là mua bằng cái medal. Và các bạn có thể bán cái item bạn, nếu mình gọi nhiều quá rồi. Đó, anh đại gia rồi đó. Kiểu bố ấy, rất là thừa thãi rồi. Bố cần bán thì vào là sale nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ, mình sẽ hướng dẫn các bạn mua thôi. Mua và sử dụng nhà. Đấy, energy là cái gì? Energy là cái máu thôi. Energy capsule. Đấy, nó sẽ hồi phục máu cho các bạn. S là loại bé nhất, M, L, Z đó. Sấp mặt L là sấp mặt L. M, L, Z rồi. Z là loại đắt tiền nhất thì tất nhiên nó hồi máu nhiều nhất rồi. Đấy, Regen là hồi máu kiểu tăng dần dần, kiểu tăng từ từ các bạn, từ từ tăng. Đấy, On Energy Capsule nghĩa là gì? Các bạn có thể hồi cho cả đồng đội. Đấy, đơn giản đấy thôi, hồi máu nhá. Regen Capsule, cũng cái Regen thì tăng từ từ. Cái lượt Power Capsule là gì? Power có nghĩa là các bạn, nó sẽ tăng ki cho các bạn. Cái vạch ki, vạch trên ấy, cái vạch trên cái ki màu vàng vàng ấy các bạn. Đấy, các bạn sẽ cũng có các cái loại SML này, sấp mặt L này. Mặt L này. S là bé nhất, M, L, Z đấy. Power thì cũng có loại on power thì hồi phục cho cả đồng đội. Aura là gì? Aura có nghĩa là hồi phục lại cái style của các bạn, stamina kìa, cái vạch xanh xanh ấy. Cũng có các loại SML đấy. Từ nhỏ đến to. On Aura thì cũng thế, hồi phục cho cả team. Mr. Antidote là cái gì? Mr. Antidote là cái gì mình cũng chưa sử dụng bao giờ, cái này thì mình không biết. Có mấy loại thuốc để giải độc nữa, để mình xem có giải độc đấy không. Đây rồi, Antidote là giải độc các bạn ạ. Mình sorry các bạn, nó chính là cái loại để giải độc vậy. Khi mà các bạn bị nhiễm độc, cái độc mà nó giảm máu các bạn từ từ ấy, thì các bạn dùng cái này. Giữ cho năng lượng này, giữ cho năng lượng của các bạn. Đây cái này. Đấy, Energy Regen, Aura là các kiểu vậy. Cái này giữ style này. Đấy. Rồi, không có gì đặc biệt. Cái water là gì? Cái này thức ăn dành cho bư nhá. Đấy, thức ăn dành cho bư. Thức ăn dành cho bư. Họ có thể mua để đem đến đút vào mồm cái mấy cái con bư ở trong nhà của bư ấy. À, để nó đẻ con. Đây là gì? Đây là ấy thôi. Đây thì là cái gì vậy? Zetsu. Đúng không? Thì nó gọi là Zetsu, các bạn có thể mua rất nhiều loại Zetsu khác nhau, nó có từng công dụng khác nhau. Có thể là hồi phục máu này, rồi gì đấy, tăng ki nhanh này, rồi hồi phục nhanh, hồi phục stamina nhanh này đấy. Bạn có thể tìm hiểu. Rồi, cửa hàng tiếp theo đó là cửa hàng skin. Skin thì quá quen thuộc rồi. Chào gì các bạn vào đây mua hốt hết đi, bán được. Bán thì bán quần áo luôn. Đấy, mình hút hết tất cả skin rồi. Mình đại gia mà. Mixing shop là cái gì? Mixing shop thì bạn vào đây, các bạn có thể phối hợp đồ. À, các bạn có cái đồ sẵn mà các bạn chọn mà các bạn mix nó ra các cái item như kiểu hồi máu, mủng hồi đấy.
giống như ở cửa hàng item ấy, chả có gì. Không có gì cả. Cửa hàng tiếp theo là cửa hàng gì? Có không? Shop. Ờ. Shop à? Shop. Còn shop quần áo nữa. Shop quần áo thì là nơi các bạn mua bán quần áo thôi. Không có gì cả. Quần áo này. Thật tiếc là không bán bộ bộ gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Xong rồi, bây giờ tìm hiểu qua các shop đúng không? Bây giờ mình kỹ ngại nhá, có một vài item thì bạn tự tìm hiểu lấy nhá, mình cũng không rõ đấy là item gì, mấy cái item gần cuối ấy. Đấy. Nhặt đi. Ô giật kìa. Thấy được của rơi là phải nhặt luôn. Đó. Đây, sau đây là cách cái các bạn có thể add được item rất đơn giản. Bạn chỉ việc vào custom chọn chan button item. Các bạn sẽ đây nơi các bạn sẽ add. Đấy, các bạn muốn add cái gì các bạn vào đây các bạn. Ví dụ mình muốn add cái regen nhá. Capsule add mình nhấn 2. Ở trên bàn phím là nút gì nhỉ? Enter. Mình sẽ add cái energy capsule add này vào này. Rồi. Đây là các vị trí nhá, 3 4 1 2. Đấy. Khi mà các bạn vào trận các bạn nhấn M. Nếu như ai sử dụng bàn phím sử dụng tay cầm thì rất là dễ, các bạn chỉ việc bấm nút sang ngang thì vào, nó sẽ hiện cái bảng mà các bạn chỉ việc bấm số thứ tự thôi, thứ tự 1 2 3 4 gì đấy là các bạn sẽ sử dụng được cái item ý. Ok, à thôi mình cứ vào trận demo cho bạn thấy, không là các bạn lại bảo là khó hiểu. Cứ vào một trận. Rồi, chuyên linh đi, không là nó đánh sấp mà lờ. Úi dồi ôi, mấy thằng mốt này. Rồi, mình đánh nhau với thằng sói tà độc ác. Được không? Thế rồi, trên link này không cho phép mình sẽ vào lại. Sorry các bạn. Đang sẽ vào lại. Free battle. Rồi, rồi mình sẽ để cho nó đánh mình vài hit. Anh ấy, anh đi anh không phụ, anh múc em đi này, anh kiếm lên em đi anh ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ bật mờ các bạn thấy nhá, mờ này, cái bàn phím ấy. Ok rồi. Đánh gì nhìn nỗi mình không kịp bật rồi. Dạ đây. Thế là mình cài đặt được nút gì rồi. Chào nhiều lắm luôn. Xong rồi. Đi nhìn mình xem nào. Thôi các bạn, hơi bị lỗi một chút. Không thì vào đây là biết ngay các bạn.
bắt từ item này rồi. Bắt từ item của mình đâu. Tap. Rồi các bạn. Bit tap. Đấy, các bạn chỉ việc vào đấy xem. Mình nhớ là hồi mình để là để bản 1 thì là nút M. Đây mình sẽ tap vào. Đấy. Sử dụng được luôn, các bạn có thể dùng chuột trái chuột phải, nút Q và nút Space. Chụp item. Đây mình nhập nhập. Chuột trái à. Đấy, dùng luôn. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách các bạn có thể các cái loại item và cách các bạn sử dụng trong trận nó như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên để lại một like, share và comment về video này nha. Bye bye. À quên nhấn subscribe kênh nữa.